Tình yêu trước hôn nhân đúng không hả? Anh ấy nghĩ rằng nó quá kịch tính giống như trong phim. Đó là câu cửa miệng của anh ấy khi bất cứ cô gái nào cô đang nói gì vậy? Nanini, đừng tin cô ấy, anh không có như vậy. Nanini, tôi chắc chắn anh ấy nói với cô anh ấy chưa từng yêu ai. Đó là lý do tại sao anh ấy vui mừng, phải không? Tôi xin lỗi, tôi có chuyện phải làm, tôi đi trước đây. Nanini, nghe anh, đợi đó. Nanini, tin anh đi, đó không phải là sự thật. Xin lỗi, anh chưa thanh toán tiền nước. Nandini, Nandini, nghe anh nói đi, không phải như thế. Để tôi đi đi. Đừng cố chạm vào tôi thêm một lần nào nữa. Anh nghĩ rằng anh có thể lừa dối bất cứ cô gái nào hay sao chứ? Nghe anh đã, đừng cố thuyết phục tôi nữa. Tôi rất mừng vì sớm biết được bản chất thật của anh đó. Bây giờ chúng ta không có gì để nói với nhau nữa. Nandini, nghe anh nói đã nào. Cô có bị điên không? Tại sao cô làm như vậy với tôi? Tôi thậm chí còn không biết cô là ai. Cô muốn trả thù điều gì chứ? Anh mới là đồ ngốc đó. Anh biết không? Anh không biết vì sao tôi làm ra chuyện này chứ gì? Bởi vì Nanini đã nhờ tôi làm như vậy đó. Và cô ấy sẽ có lý do chính đáng để chấm dứt mối quan hệ này. Cô ấy trả tiền cho tôi để đóng vở kịch này đó. Tôi không tin điều này. Tại sao cô ấy làm vậy chứ? Thôi nào, đó là một cô gái rất thông minh. Nếu cô ấy trực tiếp từ chối anh thì ba mẹ cô ấy sẽ cho rằng cô ấy thích người khác chứ không phải là anh. Bây giờ thì mối quan hệ sẽ tan vỡ vì anh là một người có đạo đức không được đứng đắn. Nandini sẽ hưởng lợi từ việc này, cô ấy sẽ nhận sự cảm thông từ ba mẹ của mình. Trong khi đó, anh sẽ nhận sự ghét bỏ và khinh bỉ từ phía cô ấy. Chết tiệt, sao cô ấy có thể làm vậy? Bình tĩnh đi. Quý ông NRI, cô ấy không phải là cô gái duy nhất trên đời. Trời đất ơi, cậu ấy nhìn đàng hoàng như vậy mà. Bà không ngờ con người thật của cậu ấy là thế. Bà xin lỗi con vì đã nhìn nhầm người, chọn sai đối tượng cho con rồi. Làm thế nào mà bà biết được? Bà không thể nhìn ra cậu ta là một kẻ đểu giả như thế. Tất cả là lỗi của ông Pandey. Đáng lẽ tôi nên nhìn thật kỹ con người cậu ta trước đó. Cậu ấy định sống ở nước ngoài để làm gì? Mọi người ra nước ngoài để phát triển, nhưng họ quên mất các giá trị đạo đức và lý tưởng văn hóa vốn có của con người chúng ta. Cảm ơn thần linh, chúng ta đã phát hiện được sự thật về cậu ta. Cũng không quá muộn. Nếu không thì cuộc sống của con gái ta sẽ bị hủy hoại rồi ông Pandey. Hai người đến đây làm gì? Chúng ta không thể nói chuyện ở cửa như thế này đâu. Vào trong nhà đi. Bây giờ còn gì để nói nữa hả? Tất cả là tại con gái hai người. Cô ta đã lừa chúng tôi một cách ngoạn mục. Tôi thực sự không hiểu, nếu cô ta không muốn kết hôn, tại sao cô ta phải bày ra cái việc gặp gỡ gia đình hai bên như thế? Cô ta có thể cưới anh chàng cô ta đang hẹn hò. Làm tốt lắm ông Pandey, bước đi tuyệt vời. Ông đã đạt được mọi toan tính nhưng lại tỏ ra vô tội. Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu con trai tôi, ông Josie. Tôi đang rất là tôn trọng ông đó. Nhưng không phải vì thế mà ông muốn nói gì thì nói đâu, nghe chưa? Ông có bao giờ tìm hiểu kỹ con trai mình chưa? Chúng tôi hiểu rất rõ con trai của mình. Người cần được tìm hiểu là con gái của ông kia kìa. Cô ta trông có vẻ rất vô tội, nhưng không ai ngờ được cô ta chính là một con rắn độc đó. Bà dừng lại đi. Quá đáng rồi đó.
Bà thử nói thêm một lời sai trái nữa về con gái tôi xem nào. Tôi chắc chắn bà sẽ phải hối hận đó. Chúng tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Cửa nhà tôi đang mở, xin đi ra khỏi đây đi. Chúng tôi sẽ đi. Nhưng cô gái này đã qua mặt được mọi người. Rồi sẽ không ai chịu lấy cô ta đâu. Tất cả mọi người sẽ tránh xa cô ấy. Dừng lại đi. Ba thôi. Tất cả mọi người đừng nói nữa. Cuộc tranh luận này không bao giờ kết thúc được. Con không biết tại sao hai bác lại nghĩ về con như thế. Nhưng mà con biết những gì con tận mắt nhìn thấy ở quán cà phê. Theo con, niềm tin là cơ sở cho bất kỳ một mối quan hệ nào. Mà đã không có sự tin tưởng rồi thì trói buộc nhau cũng chả được gì cả. Tốt hơn hết, chúng ta nên quay về cuộc sống hạnh phúc của riêng mình trước đó đi. Hai bác về đi. Hai bác cầm quà về đi. Quà đã tặng cho chị hai. Đi thôi. Cảm ơn thần linh. Chúng ta đã tránh được một sai lầm rất lớn. Nếu không thì con gái chúng ta đã rời bỏ chúng ta đến một đất nước khác. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết có chuyện gì xảy ra với con bé. Thời buổi này, mọi người đều che giấu rất khéo bản chất của mình sau bộ mặt tử tế. Thật khó để ta có thể nhìn thấu người khác. Chúng ta sẽ không để con gái mình kết hôn vội vàng nữa. Không có gì phải vội cả. Ba. Mẹ Nandini à, hãy tha thứ cho mẹ điều này nhé. Mẹ bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Đám cưới của Nandini đã bị hủy bỏ rồi. Làm tốt lắm Abe. Nhưng dù cho đám cưới có bị hủy thì vấn đề khác cũng sẽ xuất hiện thôi. Chúng ta hãy nghĩ đến một giải pháp lâu dài đi Abe. Một giải pháp giúp cho sự nổi tiếng của Ravi đạt tới tận trời xanh. Mọi người đều phải biết đến Ravi và tin tưởng nó. Để cho Indradrive và những người có mưu mô như ông ta không thể làm gì hay nói gì ảnh hưởng tới Ravi được. Chắc chắn rồi thứ ba. Tôi và nhóm của tôi đang cố gắng vạch ra một kế hoạch cụ thể cho tất cả mọi việc sắp tới. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm tìm được giải pháp tốt nhất. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn bà. Bà ơi, đến giờ đi dạo buổi tối rồi nè. Bà không định đi dạo sao? Không con à, hôm nay bà không muốn đi nữa. Ba à, hãy quên những gì đã xảy ra đi ba. Làm sao bà quên được chứ? Một quyết định sai lầm đã hủy hoại cuộc đời của con rồi. Ba xin lỗi con nhiều lắm. Ba thôi mà. Ba đừng tự trách mình nữa. Đó đâu có phải là lỗi của ba đâu. Đôi khi thần linh khiến chúng ta đối mặt với những điều tốt và xấu để ta học được cách phân biệt rõ mà thôi. Rồi ba sẽ thấy chuyện này chẳng ảnh hưởng gì con hết á. Nên là ba cứ mặc áo ấm ra ngoài đi dạo thế nào. Không con à, hàng xóm xung quanh bây giờ chắc người ta biết hết chuyện về nhà mình rồi. Ba không đi đâu ba. Những người hiểu rõ chúng ta không bao giờ người ta mà nghĩ xấu về chúng ta qua chuyện này đâu. Còn những người mà không hiểu đó thì suy nghĩ của họ không ảnh hưởng gì chúng ta cả. Ông Pandey, Nandini đã nói đúng đó. Chúng ta không thể cứ sống mà lo sợ dư luận nghĩ gì đâu ông. Họ quan tâm điều gì chứ, họ chỉ biết bàn tán người khác thôi à. Xem đi, người ta gọi người ăn nhiều là tham lam, nhưng người không có gì thì gọi là ăn xin. Vậy là bà và con gái của bà quyết định bắt tôi ra ngoài đi dạo đây phải không? Đúng đó, ông nên đi liền bây giờ đi. Đúng đó ba, hãy cư xử một cách tự tin, cứ tỏ ra tự tin.
cho đến khi họ phải nhìn đi chỗ khác thôi. Tất nhiên rồi, giờ ba mang áo len vào đi dạo thôi nào. Đi nào ba, nhanh lên. Tôi nghe đây. Tôi đây, Nandini. Cô khỏe không? Tôi ổn. Anh gọi tôi có việc gì không thế? Cô đã đề cập đến một số vấn đề trong khu vực của cô với Ravi. Vậy cô có thể đến văn phòng thảo luận thêm về điều đó được không? Được. Sáng mai tôi ghé qua nha. Được, cảm ơn cô. Susan, hãy tìm hiểu xem tại sao mọi người lại bắt đầu yêu quý Ravi nhiều đến như thế chứ. Ba, con biết được. Đó là có một cô gái tên Nandini Pandey đã làm điều đó. Cô ấy là ai thế? Cô ấy làm công việc trang trí vận hành bữa tiệc sinh nhật của bà nội mình. Đó là một cô gái bình thường. Cô ấy xử lý việc quảng bá cho PRP và các cuộc biểu tình. Vậy là cô ấy giúp Ravi trở nên nổi tiếng hả? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà vòng tròn chính trị mọi người đang thảo luận về điều đó đó. Gayatri đang sử dụng một con tốt để có thể thắng được cả một ván cờ. Ba không cho phép điều đó xảy ra đâu. Susan này, hãy tìm hiểu xem cô gái này là ai. Vâng, thưa ba. Chị à, chị luôn nói những điều xảy ra là điều tốt nhất phải đến. Chị sẽ thấy rồi sẽ có những điều tốt đẹp xảy đến với chị. Chị sẽ kết hôn với Ravi. Em tin là như thế. Chị sinh ra để ở bên cạnh anh ấy mà. Làm ơn đừng đề cập đến việc kết hôn với chị lúc này nữa có được không? Trì tu, Nandini. Đến giờ làm lễ Ati rồi con. Dạ. Chị cứ nghĩ đi. Nếu như Ravi không phải người dành cho chị, vậy tại sao thần linh lại cho chúng ta biết sự thật về Rahul chứ? Nghe em đi. Thần linh đã sắp đặt sẵn một điều gì đó tốt đẹp cho chị. Bà nói á, kế hoạch của bà không bao giờ thất bại. Chị cứ chờ đi, một ngày nào đó Ravi sẽ hỏi cưới chị thôi. Đây, thực hiện nghi lễ đi. Đây là vấn đề lớn nhất khu vực này. Nếu gia đình mọi người có một đứa con bị bệnh thalassemia thì mọi người cần có nhà tài trợ máu hàng tháng. Ngài Ravi muốn năm. 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 Abe, hiến máu là tốt, tất cả chúng ta đều phải làm. Nhưng tại sao phải khánh thành trại quyên góp máu vậy chứ? Ravi, đây là điều mà chính trị gia phải làm để tăng cường sự ủng hộ của công chúng hoặc kết nối với người dân. Đây là một cách để làm điều đó mà. Đi và đứng giữa đám đông người dân, nói rằng cậu luôn ở bên cạnh họ. Đó là lúc mọi người sẽ tham gia ủng hộ cho cậu. Và ngày nay ngay cả người dân cũng biết rằng chính trị gia cũng có một dòng máu đỏ. Máu tôi sao? Ý anh là sao Abe? Ravi, đây là cách một trại quyên góp máu được hình thành. Đầu tiên người lãnh đạo sẽ tình nguyện hiến máu, sau đó mới đến người dân. Nhưng Abe à, những chiếc kim tiêm làm cho tôi
Tôi ghét Kim Tiêm lắm, không mất nhiều thời gian đâu. Đừng lo lắng nữa, đi thôi nào. Hôm nay tôi sẽ đồng hành với người dân của đất nước để thực hiện nghĩa vụ cao quý vì một mục đích mang đến điều tốt đẹp cho xã hội này. Và tôi... Tôi mong rằng tất cả mọi người cùng đồng hành với tôi trong chiến dịch này. Cảm ơn mọi người. Lối này thưa ngài. Chị luôn nói những điều xảy ra luôn là điều tốt nhất. Chị cứ chờ xem, một ngày nào đó Ravi sẽ hỏi cưới chị thôi. Xin vui lòng cho chúng tôi chút thời gian. Cậu ấy sẽ trả lời phỏng vấn sau 10 phút nữa. Cảm ơn. À bay, tôi phải nhận cuộc gọi này. Alo, Ravi. Tại sao anh đã dối em thế? Em đang đợi anh ở Heathrow, nhưng anh đã không đến. Anh đã có người khác ở Ấn Độ rồi chứ gì? Đợi đã, anh đang bận chút việc. Anh sẽ gọi cho em sau khi xong việc nha. Không cần đâu, em không thích như vậy đâu. Anh biết tính em mà. Nếu em muốn gặp anh, em phải gặp cho bằng được. Vậy thì đến gặp em liền đi. Ngay bây giờ sao? Đúng đó anh yêu, ngay bây giờ. Bởi vì Jinda của anh đang ở cùng thị trấn danh đó. Đến gặp em liền đi. Em biết đó, bây giờ anh không có đi được. Anh không thể gặp em bây giờ sao? Là vì anh biết rồi đó. Em sẽ không bao giờ chấp nhận câu trả lời không. Nếu anh yêu em thì anh đến liền đi. Nếu không, em sẽ bắt chuyến bay tiếp theo trở về London đó. Gina? 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 Gina à?
tặng em này. Cảm ơn anh. Nhưng nếu anh nghĩ dùng những bông hoa có thể khiến cho em bớt giận, hoặc là đại loại như vậy thì xin lỗi nha, không đủ đâu. Nhìn đi, nếu anh là một hoàng tử, không phải em là một công chúa sao? Vậy nên em sẽ trừng phạt mọi lỗi lầm của anh. Anh sẽ phải trả giá đó. Sai lầm đầu tiên, em tha thứ cho anh vì đã bắt em đợi suốt một tháng trời. Nhưng sai lầm thứ hai, anh đã hứa quay lại London, nhưng mà anh lại không làm. Việc này là không thể tha thứ được, anh hiểu không? Sai lầm thứ ba là từ chối khi em gọi lúc nãy, chắc chắn không tha thứ được, rõ chưa? Được rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi suông như vậy không đủ đâu. Anh phải mời em một bữa tối với ánh nến và xin lỗi thật là chân thành. Ngày mai em muốn ăn sáng, trưa hay tối gì cũng được. Nhưng bây giờ anh phải đi, anh còn có việc rất là quan trọng. Được chứ? Em nói là không. Em muốn bữa tối với anh đến hôm nay. Được, thật sao? Qua đây. À bây, cậu gọi cho tôi có vấn đề gì thế? Thưa bà, hiện tại chúng tôi đang ở nơi hiến máu, nhưng Ravi vẫn chưa đến. Vậy nên tôi đành gọi cho bà. Một nguồn tin thân cận đã cho tôi biết rằng hiện tại cậu ấy đang ở trong khách sạn với một người phụ nữ. Phụ nữ sao? Vâng. Tên cô ấy là Gina, một cô gái đến từ London. Thưa bà, chúng ta phải khuyên Ravi. Hiện tại tôi có thể xử lý tình huống, nhưng tôi không chắc sẽ xử lý được mãi đâu. Hình ảnh tích cực của cậu ấy từ trước đến giờ có thể sẽ bị phá hủy bởi cô gái đó đấy. Nếu đảng cầm quyền nắm được điều này, họ sẽ sử dụng điều đó để hạ bệ danh tiếng của Ravi, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử. Chúng ta hãy cứu cô gái này và tránh xa khỏi cuộc đời của Ravi của chúng ta đi. Được rồi, tôi sẽ nói về chuyện này với Ravi. Vâng, cảm ơn. Abe, Ravi đã đến chưa thế? Vẫn chưa, sao thế? Anh ấy có sao không? Tất nhiên cậu ấy ổn, chuyện gì có thể xảy ra với cậu ấy chứ. Cô có thể về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Không, phải đợi anh ấy đến rồi tôi sẽ về sau. Nandini, cô nên đi về trước đi. Chắc là cậu ấy đang có việc quan trọng cần giải quyết, có lẽ cậu ấy không quay lại. Được rồi, tạm biệt. Sếp, anh có thấy Nandini lo lắng hơi quá cho cậu Ravi không? Thì có sao đâu chứ. Miệng cô ấy có ích cho chúng ta. Vậy là được. Còn làm sao vậy Ravi? Tại sao lại bỏ đi ngay lúc đang hiến máu như vậy chứ hả? Ít nhất cũng hãy nghĩ đến hình ảnh của con trước công chúng. Ravi, cái này trông thế nào? Mẹ gọi. Mẹ, thực ra con phải rời đi vì con có chuyện thực sự rất quan trọng. Con xin lỗi. Là chuyện với một vị khách đến từ London phải không? Vâng, vâng thưa mẹ. Làm sao mẹ biết đó là ai? Mẹ, cô ấy là Gina. Cô vừa từ London đến hôm nay. Đó là lý do con muốn quay lại London, có phải không? Mẹ, con muốn quay lại là vì buổi hòa nhạc. Và Gina đã sắp xếp buổi hòa nhạc của chúng con. Được rồi, mẹ muốn gặp cô gái Gina đó trong bữa tối ngày hôm nay. Dạ vâng, tạm biệt. Thứ lỗi cho tôi. Tôi thực sự không hiểu bà đang suy tính điều gì trong tình huống này. Những gì ông thường nói, không có ai là hoàn hảo cả, ông nhớ không? Chính trị tạo ra khói mà không cần có lửa. Một nhà lãnh đạo hoàn hảo phải được tìm thấy, chúng ta có thể làm gì chứ? Ngày nay công chúng không thích các nhà lãnh đạo quan tâm đến chuyện yêu đương đâu. Nếu Indra mà phát hiện ra chuyện này hả, ông ta sẽ cho lên tin tức báo ngày mai cho coi. Tôi phải khó khăn lắm mới xây được hình ảnh đẹp đẽ của Ravi trong lòng công chúng mà. Tin tức đó có thể ảnh hưởng sâu đến hình ảnh đó.
Travis, em mặc bộ này đủ cho buổi tối này chưa? Anh xin lỗi, nhưng bộ đồ này không phù hợp với nơi mà chúng ta sẽ đến đâu. Em hiểu ý anh chứ? Tại sao? Mặc bộ này có vấn đề gì? Nhưng mà chúng ta sẽ đi ăn tối chỗ nào vậy? Mẹ anh mời em đến ăn tối. Nên em đi thay bộ khác đi. Không đợi nào. Em muốn bộ đồ này thôi, em không muốn thay bất kỳ bộ nào cả. Không thích. Gina, ở nhà anh còn có bà nội. Bà anh đặc biệt yêu thích truyền thống và văn hóa Ấn Độ. Chúng ta nên làm bà vừa ý và giành được sự đồng ý của bà. Nếu bà đã chấp thuận rồi thì không còn ai phản đối chúng ta nữa đâu. Nào, xem như vì anh đi. Được rồi, là vì anh đó. Nhưng anh phải hứa với em điều này. Sau này anh không được ép em phải mặc quần áo Ấn Độ nữa. Cả trong đám cưới sao? Không được chụp. Lên xe đi. Tôi nói là không được chụp kia mà. Chào cô. Chào con. Thần Linh ơi, nhìn con bé kìa, trông nó thật tội nghiệp quá đi. Tại sao con lại thái độ như vậy với chúng ta chứ? Con thậm chí chẳng chào hỏi. Dạ con xin lỗi cô. Con chào cô nhé. Chào con. Nhưng mà tại sao cô lại nói là con tội nghiệp? Bà Ba La đã nói với mọi người rằng đám cưới của con đã bị hủy. Nandini, tới đền thờ trước đi, mẹ đến sau. Chắc là cậu ta có bạn gái rồi chứ gì. Cho qua việc này đi các cô, chuyện đã qua rồi mà. Vâng, tất nhiên. Nhưng mà bảo hòa kìa là do cậu ta gửi có phải không ạ? À? Tôi nghe nói cậu ấy đang sống ở Mỹ hả? Mọi người đang nói cái gì vậy? Đừng nói nữa, bởi vì càng nói càng làm con bé tổn thương thôi. Các bà về nhà và làm việc của mình đi chứ, không sao đâu bác. Cô nói đúng rồi. Anh ấy sống ở Mỹ, tên là Rahul Joshi. Con chỉ không vui khi thấy ba mẹ con phải phiền lòng vì chuyện này của con thôi. Cho nên, chúng ta đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Cảm ơn. Ừ thôi, đừng nói thêm gì về vấn đề này nữa. Thật đau lòng khi phải nhắc đến mấy chuyện xấu hổ này. Đừng buồn nữa nha. Chúc cho con mọi điều tốt lành. Đi thôi mẹ. Ừ đi nào. Rõ ràng là rất đáng thương khi để vụt mất một anh chàng quốc tịch Mỹ mà. Giờ thì con bé sẽ khó lấy chồng cho mà coi. Dù họ có nói gì đi nữa, nhìn khuôn mặt ủ dột là hiểu được vấn đề liền à. Đúng đó, tội nghiệp Nandini quá à. Cẩn thận. Ravi à, đẹp quá. Em rất ấn tượng. Em có điều thắc mắc đây Ravi. Làm vua và hoàng hậu trong các gia đình hoàng gia Ấn Độ thì có được kết hôn nhiều lần không thế? Anh ước là có. Thô lỗ thật, em xử bây giờ. Kishan, mẹ và bà tôi đâu? Thưa cậu, họ đang đợi cậu trong phòng ăn. Dẫn đường đi, chúng tôi sẽ theo sau. Ravi, bộ trang phục này thật là khó chịu đấy. Làm sao anh có thể mặc được như vậy? Gina, kiên nhẫn nào. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Chỉ cần tạo ấn tượng thật tốt là được. Vậy thôi. Được rồi, vậy nghe em luyện tập lại lần nữa được chứ?
Em phải chạm vào chân họ ngay khi vừa gặp mặt, không được cười lớn và phải tỏ ra ngại ngùng nữa. Có đúng là như vậy không nào? Đúng, hoàn toàn chính xác. Tuyệt. Mẹ, bà nội. Đây là Gina. Thần linh ban phước. Được rồi, ban phước cho con. Cảm ơn cô. Gina, qua đây ngồi đi. Mẹ không biết sao các bà ba la đó lại nhiều chuyện đến như vậy chứ. Sao có thể nói những điều vô duyên như thế? Mẹ kệ họ đi. Có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu ba. Không con gái. Rõ ràng có chuyện gì mà. Mau nói cho ba biết đi. Ba, cô ba la đó tệ thật đó. Liên tục hỏi con vì chuyện đám cưới đã bị hủy bỏ. Cô ấy nên biết rằng chúng ta không hề muốn nói quá sâu với những chuyện đã xảy ra chứ. Con à, thế giới này chính là như thế. Rất là nhiều người như vậy. Cho nên việc của chúng ta là phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói như thế, không để nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Dạ ba nói đúng lắm. Con không muốn có bất cứ chuyện gì làm ba mẹ buồn lòng. Nandini, thức ăn đã sẵn sàng rồi. Bà kêu Sita và Ritu đi con. Dạ. Hiện tại bà đang rất tức giận. Nếu bà làm thức ăn với tâm trạng này thì chắc là sẽ không ngon đâu hả? Thôi đừng bận tâm đến những lời bà la đó nói nữa. Ông Pandey, tôi không muốn nhắc tên bà ta ở đây nữa mà. Được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nhắc đến tên của cô ta nữa, được không nào? Bây giờ bà sẽ cho chúng tôi ăn món Dalibala đúng chứ? Ông Pandey, ông giỡn lì quá rồi đó. Nandini gọi hai em con đi. Dạ. Nguyên nhân là do một cô gái khi rời khỏi khách sạn, Ravi đã đẩy một nhiếp ảnh gia báo chí. Tin tức này sẽ xuất hiện ở trang nhất vào các tờ báo ngày mai. Ravi Raghuvanshi đi cùng với một cô gái lạ và cố gắng tránh né ống kính của máy ảnh. Tiêu đề phụ sẽ là: liệu người như vậy có thể lãnh đạo quần chúng nhân dân được hay không? Việc này có vẻ rất lạ. Tại sao Ravi lại khó chịu với nhiếp ảnh gia báo chí chứ? Bà ơi, bị chụp ảnh ngay khi đi cùng với gái lạ. Sự nghiệp chính trị của cậu ta kết thúc ngay khi chưa bắt đầu luôn rồi đó. Chắc là đáng sợ lắm. Hơn nữa cô gái đó vừa nhìn thấy ống kính máy ảnh đã che mặt. Thật tuyệt vời. Đó sẽ là tiêu đề lớn nhất trong bản tin của ngày mai. Thật tuyệt vời. Chúng ta cùng xem coi Gayatri Devi đó sẽ đáp lại công chúng như thế nào về việc này. Ra vì sao vậy con? Dạ, đậu lăng này hơi cay. Kỳ san xin, vâng tôi đây. Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, đậu lăng là không gia vị mà. Sao ông sơ suất quá thế? Không phải đã nói với người làm bếp rồi sao? Sao vẫn lặp lại sai lầm? Tôi xin lỗi thưa bà, lần sau nhớ chú ý hơn đó. Dạ vâng thưa bà. Bà ơi, bà trông cứ giống như một nữ hoàng vậy đó. Ta vẫn là một nữ hoàng.
Cho dù quốc vương của ta đã qua đời, không có nghĩa là ta không còn là người trong hoàng gia đâu. Thật ra, từ nhỏ đến lớn Gina đã sống ở London rồi, cho nên cô ấy không hiểu những gì về cuộc sống ở đây. Vậy sao? Nhưng London cũng theo chế độ quân chủ kia mà. Dạ vâng, đúng vậy. Nhưng chị thấy đấy, vua và hoàng hậu của London không phải là bạn của em, cho nên em cũng chưa từng được tiếp xúc với họ lần nào cả. Em rất xin lỗi. Chị Utara, em thực sự xin lỗi nếu khiếu hài hước của em khiến cho chị mất vui. Không sao đâu, vui mà. Cảm ơn. Nhân tiện thì thức ăn rất ngon ạ. Cảm ơn con nhiều nhé. Ta là người giám sát mọi chuyện trong nhà bếp đó. Vậy sao ạ? Gina này, kể thêm về gia đình của con đi. Bà con tên là gì? Tridip Kudana. Con đến London khi nào? Ba con di cư đến đó 30 năm trước ạ. Và con đã được sinh ra tại đó. 30 năm trước sao? Thực ra ba của con là một nhà bảo vệ môi trường. Ông ấy rất yêu thực vật và cây cối. Vậy con là con gái của Radip Khurana từ tổ chức Kim Cương Xanh sao? Dạ đúng rồi. Bác biết ba con sao? Ta ước gì ta không biết. Những năm về trước, Radip đã đến gặp ta đề xuất dự án đầu tư và cả các mẫu cây nữa. Và anh ta đã hứa với chúng ta rằng số tiền sẽ tăng gấp đôi sau 20 năm, nhưng rồi 6 tháng sau chúng ta phát hiện ra đó là một vụ lừa đảo hàng triệu đô la. Kẻ chủ mưu chính là Radip. Dạ xin lỗi bác. Ba của con là một người lương thiện và rất kỹ lưỡng. Ông ấy chưa bao giờ muốn làm hại bất cứ ai. Ông ấy cũng chưa từng lừa đảo bất kỳ ai ở Ấn Độ hay cả London. Tất cả những gì ba con muốn làm là cứu lấy thiên nhiên, chỉ vậy thôi. Dù sao thì ta cũng không mất gì cả, mặc dù Radip đã phải trốn khỏi đất nước. Sau này theo nhiều nguồn tin ta nghe được, ngay cả sau khi tới London, anh ta vẫn tiếp tục công việc bất hợp pháp của mình. Anh ta là một trùm ma túy tại đó. Những lỗ hổng trong chính sách dẫn độ đã giúp anh ta không bị bắt về chịu án ở đây. Một thông báo cảnh giác đã được ban hành để chống lại anh ta. Đủ rồi, Ravi, em không có chịu đựng thêm được nữa đâu. Con xin phép. Gina. 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 Mẹ, sao mẹ nhắc chuyện quá khứ làm chi vậy? Đây là cách mẹ đối xử với khách sao? Rồi cô ấy sẽ nghĩ thế nào về gia đình chúng ta chứ? Khi bà Gina qua đời, cô ấy chỉ mới 10 tuổi. Tại sao cô ấy phải chịu những tổn thương vì chuyện ba mình đã làm trong quá khứ chứ?